来来，打铁打铁。轩辕小儿，缩头缩脑，何不来与俺一战？哦，你nói nghe, hôm nay mình sẽ cùng anh em trải nghiệm Trung Quốc bạn bè, nghiệm con bắt mới nhé. Nãy là bọn tôi thông quan rồi, nên giờ sẽ quay lại. Tôi đã hao thế rồi bà, nổ quá rồi. Lại trận. Bao xi shi mo, shi shi hou dang kai liang xiang. Zhi hao ke xiang. Wen xin dao ren shi. Yu fa huo. Qin xin dao ren shi. Con này nó sẽ chia làm hai, nó là anh em chia thành hai đội. Đội sẽ có một buff một tăng. Thì là hai bên. Hai cửa trái với hai cửa phải. Ai mà bị cái bút mà trắng trắng thì phải tránh ra để cho nó nổ tránh tìm ra nổ là nào cũng sẽ càng nhanh. Bạn này anh em chú ý là sau khi đánh xong đây, chia hai cửa hai bên là thì tìm một và bên trái và bên phải thì tùy cho anh em sắp xếp, nhưng mà phải nhớ là phải mang thêm máu nhé. Thì cái này bút sẽ không bút được. Đây sẽ có hai cái, tức là một cái là đánh gần cũng cực cái mộng này, là một cái là số 4 là sẽ chuyển sang bắn cung. Cung thì sẽ đâm xa, nhưng mà đang bé hơn là số gần. Là sẽ kết hợp là đánh kỷ của hai bên mà đánh bot. Sẽ không có sự kiện ngoài nha, chỉ có sự kiện bộ sự kiện này thôi. Nhưng chú ý là anh phải dùng sheet để sheet để sao cho mà nó lướt qua con bot sau là được. Luôn luôn đến sau bot, cho bot nó chém. À, cứ đánh cứ tìm tìm một chia tìm hai chia hai bên thôi, trái bên phải đánh kỷ và đánh bot kết hợp với nhau. Khi mà nó chuyển bên này anh em thấy không? Đang nhìn này, chạy sang bên kia đi. Báo có hầu khỉ khác là hầu khỉ đó. Ta cũng đang chặn đánh hai bên liền. Đại nhiệm vụ, đại nhiệm vụ. Bị bại với Xuyên Nguyên. Jing Tian Ge Dao Xing Ni Shi, Yi Bi Ru Xing Tian Zhi Bai. Thần thần hoang, bại trở khâu, hạ trở uy vũ sư hải. Nó là thì kiểu như cung sẽ bắn ba bot mà. Thì hắn lại, cứ khi mà chúng ta đặt ấn tím sang trái thì lúc rồi đánh trước khi nó sẽ chỉ sang trái đi nhá. Cứ tự nhiên bên phải. Một số trường hợp anh em gạt hết máu chạy ra ngoài, anh em cởi sáo. Nếu mà điều kiện là phải mang sáo trước nha, phải mang sáo thì chạy ra ngoài không mang sáo lại mặc sau khi nó mất 30 giây trước khi vào ải thì các bạn phải tháo theo. Máu sẽ hồi liên tục thì chúng ta mang cái bắp đồ ăn thì nó sẽ hồi liên tục. Trong này không có tô vân, vẫn chỉ có đam thôi. Đem máu tôi nó lên liên tục. Trong khi mà bot gục này là phây 1, bọn này sẽ có 4 phây. Em sao phải đánh nhanh. Khi mà nó gục ngay lần là phây 1 thì chúng ta phải đánh mấy con kỷ này. Tiếp năng lượng cho con bot này. Đây là lý kịch. Mà hôm nay anh em phải cái chú là bấm sang trái để đam sang bên trái và bấm sang phải để chém sang bên phải. Hôm nay anh em sẽ đây rồi, tránh nhà chỗ này sẽ có hai cái, một là cái cửa dưới chân này nó sẽ dần vào cái lốc lửa này, nó sẽ dần vào cái lốc lửa này, anh có thể chuyển sang cung để bắn này, chuyển sang bằng cái anh em kéo chuột để chỉnh tọa độ rơi của cung. Đấy anh em thấy có rơi rất là nhanh, cái quả tên lửa nó rơi rất là nhanh, các em phải chú ý nhảy lên qua này đấy, nó nhảy đấy. Bot mới thì thông thường là nó sẽ có nó có thể chỉnh cái tọa độ rơi nha. Đoạn này nha anh em phải nhanh chóng đi ra sau lưng nó. Thôi thì tôi sẽ thích chém gần. Nhanh nhanh. Rồi, đoạn này chia ra này. Sẽ ra đánh hai con này cùng một lúc này. Và cái người mà sẽ có một người bị băng và một người bị hỏa lôi, cho nên chúng ta phải
xác định là khi mà xác định hai người đấy là sẽ phải đánh ra. Ví dụ như là hắn bị băng thì bạn không thể đánh băng được, lôi thì không thể nào đánh lên lôi được. Nó đương nhiên là nó gì nào, nó đương nhiên là nếu bị đạn đánh sẽ bị quả mà chết luôn nha. Đấy, ví dụ như hai ông này cũng nổi để đi ra khỏi team này. À, chúng ta sẽ phải né đoạn này này, đấy, né này, sau đá để né này. Đá này nó sẽ tụ nữa. Dù vậy là mấy ông bị lôi và băng sẽ vẫn trả đam nha. Sẽ hiện tên ở chỗ ở dưới này này, sẽ hiện ngay chỗ này là hai người. Nên các bạn, một là phải giết cùng lúc, hai là lúc nào nổ thì phải tránh xa team ra. Xa là đây, ví dụ như to lôi này, ai kia ra cực hiểm đó. Ờ, bắn cuốn, bắn cuốn, bắn cuốn, bắn cuốn một. Cái bé này có la mang, la mang sao mình sẽ tìm phải tìm phải. Bây giờ tên này có bảng học kiểm giới rất là khắc khắc cao so với ngày xưa đi tu dương thì mình có thể chụp bảng. Bây giờ chủ yếu là họ sẽ có cái cột ép trông được ở giáo viên nữa. Thì họ sẽ đặt cái cột đấy và chúng ta sẽ phải đi theo team về đấy để test. Sau khi đánh xong chúng ta lại về nha, lại về team 1, team 2 lại như thế nha. Để trái lại phản như hôm nãy ấy. Đánh thêm 1 phase lên phase 3, phase 3 là sẽ xong, nó nhảy lên luôn này. Thế không máu thành ra bị hết máu luôn này. Được rồi. Bản này sẽ khó hơn một chút, đó là anh em nếu anh em không sử dụng nhiều thì anh em nên dùng cung. Sao vì nó sẽ thường xuyên ra cái đam to. Nhưng nó sẽ tránh lửa đây. Đấy. Cung nó sẽ bắn đa tốt hơn. Vừa kết hợp cung vừa kết hợp ấy nha, vừa kết hợp cung với cái mình nhảy ra, tại vì nó sẽ ra liên tục á. Thế nó nhảy liên tục, tôi chỉ mang tôi mang máu cho nên tôi không sợ. Ấy, các bạn này thì anh nhập xít ra ngay sau lưng nó, nói chung là anh nên đứng sau lưng. Tôi nghĩ là với cái này thì cái kiếm gai sẽ là cái hợp lý của cái meta này. Tôi chia đá qua ta, tôi chia đá qua ta. Nếu dùng cung tiên là tôi chia đá qua ta. Toàn độ rơi này. Toàn độ rơi này. Chết ạ. Để chết là sẽ hồi sinh nha, nếu làm đúng mách, còn nếu chết sai thì các bạn sẽ phải. Đây có một số giây cooldown này, đây 6 giây này. Để cũng ngã. 6 giây này thì các bạn có thể tranh thủ một máu hoặc nuôi ấy. Boss xong rồi đấy. Anh em có thể bắt xong. Em thành công với con boss này nha. Ông nhân Lee nó giờ bảo là chơi con đấy xong mù mắt một người nữa. Ừ đấy, bóng tối ánh sáng. Lát lại mất. Có màn hình á. Đeo kính râm vào là được. Đeo kính râm vào là được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, một giải pháp mà. Đây này, thấy không? Đấy. Tiếp trước là mấy cháu tôi phải đeo đi rồi. Đâu phải ngẫu nhiên cái thời trang này ra đâu. Có theo tế tải hả chị? Ngon rồi đấy, ngon rồi đấy. Bây giờ nếu mà team nó tán full lắp là ngon rồi đấy. Ok bạn ơi, mình đứng mắt rồi này, mời mình đi. Mình chưa dám liều chuyển đam, nếu mà chuyển đam thì. Ok, hay là fix nhở, fix một viên nhở. Đánh kéo đúng kéo, kéo nó đỡ được đấy. Không, cái cục á, cục núi á, đánh bơ cục núi á, hơn kéo, chỉ cần nó đỡ được một hit sống thôi. Đỡ được cái núi ấy, nó có giảm sát thương á, nó có miễn sát thương á, 20% miễn sát thương. Bạn ơi. Không thì anh gái ơi, vào trong một nội tại bảo để em chuyển cho. Anh chuyển có huyết hà với lại một cái nội tại nữa là coi như có hai lần bất tử luôn. À đúng là hai lần bất tử, nhưng bây giờ anh giáp là bất tử rồi, tại bên không chỉ bất tử không biết hai là một lần bất tử với một cái nội tại bé nữa, không có thêm một lần bất tử nữa là hai lần luôn á. Là được rồi. Ôi chỉ phải cái nick tối mộng rồi, bây giờ cặp mau tu 9.5 rồi, đơn giản quá, đéo cần đánh luôn á, cho nhạc mau tu vào đây là đứt á. Thì mau tu vậy thì đấy thì đánh tay mất vòng rồi, là cân máu này, quá trình mất vòng là cân máu luôn. Ngồi nhanh đi chơi. Nếu toàn học đứng nhàm gì vậy, có chơi nhàm luôn. Mất vòng rồi, cân máu thằng nào hơn rồi. Cô bác Nên là có chuyên gia chuyển trang à? Đéo chỉ à? Chuyên gia chuyển trang. Là
Yeah, nói chung nó đẩy vai trò của Thiết Y lên đấy nhở? Thiết Y phải biết luôn. Nhưng mà Thiết Y gì vậy, đi đâu cũng sống. Thằng hiếm đâu. Thằng hiếm. Anh đéo cũng sống á. Thì vậy, 9-2 cũng được. Ui, Khao chiến. Đang làm kim hỏa đúng không? Đang kim hỏa đấy. Ấy, hoảng nó đó, hoảng nó đó. Ở đây nổ chết nhỉ. Lúc rồi, đã biết mình bên nào luôn á. Đánh thử cái. Máu. Nhìn lại Ừ. Lá bên này nhanh nhau. Lá có gì? Đỉnh nhá, có thằng ao em vào luôn nhá. Mình yêu tao đấy luôn. Cái gì? Tấn mộng đúng không? À chứ đúng không? Ừ. Lá kết thúc vào tao. Mưa không khí mà. Mà 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 đéo dép con tạp bé đâu mà lại tạp bé sao đôi ngồi ra ngồi ra đi sao đi thần binh bù yên chuẩn xin sứ cú la mà nhiều la nó hoa lại giờ là bài bỏ sau phá luôn rồi ngay cao chân thằng đánh không Đông Trương, anh nhắm dây. Dịch về tí mẹ Trúc nó nhảy vô mẹ nó lựa quen đồ bây giờ chạy đang ngồi kiếm nó còn băng nữa đây, đấy nó nhảy về là biết này chín dài 20% còn đèn nhảy trước à? Đèn nhảy trước đến còn trắng luôn này khao chinh múp này giao cho nhau này hết ôi đây rồi đoạn này không biết là đam luôn không mẹ cả đam luôn thì em đánh bóp tao tay thì đây nó Hutago mà thì lái thì đạp thôi hết mẹ lượt rồi kìa ấy Ula chả mới chết có 2 lượt đúng bộ rồi à lượt đâu mẹ không tính tám kìa ông em chết 2 lượt á sao chứ nè là sao chứ em 2 lượt xong 18 lượt đấy hai chân chân tám lượt bây giờ bỏ sáo đi thôi đi lại là lấy đại nam nào đi mấy cái sáo đá em nhầm đồ vậy không dậy có khi nào qua không nhở có khi nào nó qua không nhở mẹ mình đứng cười này mắt lên coi, cố lên. Ui, chưa giật đoàn kìa. Chưa diệt động. Ui, vẫn cố lên. Cái này tổng còn 2 bút, cố lên. Ôi, đây bây giờ diệt bàn đây. Cái thằng cơ này mà. Con bút tụi quẹt hết.
还行，净月原石，纤尘不现。哼，逃不掉。聆听着炽热吧。哼，起来，你看。下次每次第一波开就要开炽热。那阵子我都没看过。哎，进去了。 青天有月，来请使。我今庭碑，一问之。人攀明月不可得，月行却与人相随。准备躲。嗯，逃不掉。但见萧从，海上来，明知小象。 云间墨，白兔捣药秋复春，嫦娥孤栖，与谁灵？今人不见，古时月。今月曾经照古人。古人今人若流水。 哎，我没灯了，我操！纵看明月，岂如此？哎，我死了就没灯了吗？白日何短，剑来百年，一个人，一苍穹，浩茫茫，万劫太极长。谁出手？ 今夜孤星伴月，正为杀戮之兆。说来，这颗孤星正是我柳青的。你可知我所指为何？妈的！呀！带着两秒，云哥，带。举杯邀明月，对影成三人。 凌志星流，炽热吧，无剑一成。嗯，逃不掉。如影，一入三尺未命，从无上剑道。凌志星流，时间快了，时间快了，太多了。 来传一下，传一下，防行的。其他的，其他的。四野萤火，何不奚落于灿灿星芒之中？这波明明赢的。 八方烈秀，何不奚落于浩浩月辉之中？别动！防！剑来一道！逃不掉！ 哎，差一次！不过平氏几招惑人耳目的把戏，便妄图称霸东海，未免太过狂妄。敬天幻术，至威至妙，非汝等庸常之人所可知。父亲的布局，自然也不会局限在这区区东海之上。你们。 不过只是此番宏图的铺路之时。魏军一举杯邀明月，对影成三人。别住啊！云坠星流，剑一成。完了，没了。爬起来。 青天有月，来几时？我今庭碑，一问之。
之。人攀明月不可得，逃不掉。月行却影，进去了。人相随。魏军一到，但见萧从海上来，凝之小巷，云间木。魏军一到，白兔捣药秋复春，嫦娥孤妻与谁灵？今人不见五十月，今月曾经照古人。古人今人若流水，逃不掉。共看明月，皆如此。还有一个，白日何短短，百年苦一晚。苍穹浩茫茫，万劫太极长。三个，一个，百分之一，只活了百分之一。对吧？跟上马时间差不多啊。嗯，好，跳一走。主要这块，上面那波没错。跳，没有人那个什么。跳，一秒一次，已经出来了。跳，举杯邀明月，对影成三人。跳，云坠星流，不见一城。走，先走。切住，赶紧来切！逃不掉！奶妈开我血量，哼！切住呀！一入三尺微命，成无无上剑道。这还有！别冲破！季风，38%。行。四野迎进。何不奚落于灿灿星芒之中？魏军一到，跳！我的！三通！八方裂袖。OK， 我的速度够！奚落魏军一到远辉之中。没破，还有一个人，这是第二波，不要，你们待定的继续站，王浩三，天的心头，哇塞 ，nice， 过来，为何都隐没了？这什么？出了一个81的奖。